những cuộc trò chuyện bởi đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Con đường thực hành hướng đến sự thay đổi tâm tính của một người. Sự biến đổi tâm tính là gì? Hầu hết mọi người đều không hiểu rằng, đối với người tin vào Đức Chúa Trời, thì sự biến đổi tâm tính này là khải tượng chính. Biến đổi về tâm tính không phải là việc đơn giản, vì những con người mà Đức Chúa Trời cứu rỗi không phải loài người vừa mới được tạo ra và chưa từng bị Satan làm bại hoại, mà là một nhóm người đã bị Satan làm bại hoại sâu sắc, tràn đầy chất độc và tâm tính của Satan, giống hệt như Satan là loài người phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Biến đổi tâm tính bại hoại của con người cũng giống một người mắc bệnh ung thư cần được chữa trị. Quá trình này có phải rất phức tạp không? Họ cần phải được phẫu thuật, còn cần phải hóa trị thời gian dài, sau một thời gian còn cần tái khám. Đây là một quá trình rất phức tạp. Vì vậy, đừng coi sự biến đổi tâm tính là một việc đơn giản. Nó không phải là sự thay đổi trong hành vi hay tính cách mà con người tưởng tượng. Nó không phải là thứ mà con người muốn là sẽ đạt được. Biến đổi tâm tính có rất nhiều quá trình. Các quá trình này được nói rất rõ ràng trong lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, bắt đầu từ ngày người tin Đức Chúa Trời, người phải hiểu rốt cuộc Đức Chúa Trời cứu rỗi con người như thế nào và hiệu quả mà Ngài muốn đạt được khi cứu rỗi họ. Nếu muốn theo đuổi lẽ thật và đạt được sự biến đổi tâm tính, người phải thay đổi những quan niệm sai lầm về đức tin vào Đức Chúa Trời. Tin Đức Chúa Trời không phải là yêu cầu ngươi làm một người tốt theo đúng quy củ, hay là một người tuân thủ kỷ cương pháp luật, hoặc làm nhiều việc tốt để được người khác tán thành. Trước đây, con người đều cho rằng tin Đức Chúa Trời và theo đuổi sự biến đổi tâm tính chính là làm một người dễ dãi, bề ngoài có chút dáng vẻ con người, có giáo dưỡng, có kiên nhẫn, hoặc là bề ngoài sùng đạo, có trái tim yêu thương, có thể giúp đỡ mọi người và hay bố thí. Nói tóm lại là làm một người được cho là tốt theo quan niệm và tưởng tượng của con người. Trong lòng mỗi người đều có những quan niệm như vậy, đều tồn tại những thứ như vậy. Đây cũng là một phương diện của chất độc Satan. Trước kia, những người tin Đức Chúa Trời, không ai có thể nói một cách thông suốt vấn đề biến đổi tâm tính. Đối với những việc liên quan đến đức tin vào Đức Chúa Trời, mỗi người đều xa lạ, không phải sinh ra là đã có thể hiểu được. Cũng không phải tin vào Cơ Đốc giáo vài năm là có thể hiểu được. Đó là do trước đây, Đức Chúa Trời chưa làm công tác ở phương diện này, cũng như Ngài chưa thông công lẽ thật ở phương diện này. Vì vậy, mà nhiều người chỉ dựa trên những quan niệm và tưởng tượng của mình, mà cho rằng tin Đức Chúa Trời chỉ là có vài thay đổi về mặt hành vi, cách làm bề ngoài, và vài thay đổi về những quan điểm sai lầm rõ ràng. Thậm chí một số người còn cho rằng tin vào Đức Chúa Trời nghĩa là phải chịu khổ nhiều hơn, không ăn đồ ăn ngon và không mặc quần áo đẹp. Giống như các nữ tu Công giáo ở các nước phương Tây trước đây, họ cho rằng tin vào Đức Chúa Trời chính là trong cuộc đời phải chịu khổ nhiều hơn và ít hưởng thụ những điều tốt đẹp. Có tiền thì bố thí cho người nghèo, hoặc làm điều thiện và giúp đỡ người khác nhiều hơn. Cả đời họ cứ chú trọng vào việc chịu khổ. Món gì ngon cũng không ăn, quần áo gì đẹp cũng không mặc. Đến lúc chết, trang phục mặc trên người họ chỉ đáng vài đô la.
Câu chuyện của họ có thể đã được báo chí khắp thế giới đưa tin rồi. Việc này nói lên điều gì? Người như vậy mới là người tốt, người thiện lành trong mắt mọi người, mới là người được giới tôn giáo cho là người hành thiện, người làm việc tốt, mới là người có biến đổi và có tín ngưỡng thật sự. Vậy nên, có thể các người cũng không ngoại lệ, cũng cho rằng tin Đức Chúa Trời là phải làm người tốt, là một người không đánh mắng người khác, không nói lời lẽ thô tục hay làm điều xấu. Bề ngoài khiến người ta trông như là người tin Đức Chúa Trời và là người có thể làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Đây là trạng thái tâm lý của những người mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời. Họ cho rằng đây chính là biến đổi tâm tính, và người như thế chính là người sẽ làm Đức Chúa Trời vui thích. Loại quan điểm này có đúng không? Chỉ những người mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời mới có suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Chỉ cần con người hiểu được một chút lẽ thật, thì loại suy nghĩ này sẽ sớm biến mất. Dù cho trước đây, loại quan điểm này đã ăn sâu trong lòng ngươi đến đâu, thì các ngươi đều không phát hiện những sai sót và lệch lạc của nó. Dù cho các ngươi đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm đi nữa, thì những quan điểm sai lầm này đều không được giải quyết triệt để. Từ việc này có thể thấy rõ là chẳng mấy ai có thể thực sự hiểu được sự biến đổi tâm tính là gì, hiểu được tin Đức Chúa Trời thật sự rốt cuộc là gì, rốt cuộc như thế nào là làm một con người thật sự, kiểu người nào là người Đức Chúa Trời yêu thích. Đức Chúa Trời sẽ vui vẻ chấp nhận và muốn đạt được kiểu người nào. Nếu người không hiểu những điều này, chứng tỏ là người chưa đặt được nền móng trên con đường thật. Những quan niệm, tưởng tượng và suy nghĩ chủ quan của con người vẫn chủ đạo tư tưởng và quan điểm của người. Có người nói, đến giờ tôi cảm thấy mình vẫn chưa có biến đổi. Nếu con tôi không vâng lời, hoặc chồng tôi làm chuyện gì không như ý của tôi thì tôi nổi giận. Nhìn thấy những người ngoại đạo không tin Đức Chúa Trời thì tôi thù ghét họ. Đây còn không phải là bộc lộ sự bại hoại, còn không phải là không có sự biến đổi tâm tính sao? Cách nói này có đúng không? Lời này sai ở đâu? Lời này chỉ tập trung vào hành vi bên ngoài. Các người nói xem, sự biến đổi tâm tính mà Đức Chúa Trời nói đến, có phải chỉ sự biến đổi trong tính cách hay tính khí của con người không? Chắc chắn là không. Một số người cho rằng sự biến đổi tâm tính chính là tính cách biến đổi, và rằng đặc biệt nhẫn nại và không bao giờ nổi giận chính là sự biến đổi tâm tính. Điều này hoàn toàn sai. Hầu hết mọi người không thấy rõ chuyện về sự biến đổi tâm tính. Họ đều nghĩ rằng giờ đây mối quan hệ với Đức Chúa Trời đã gần gũi rồi, và có một vài chỗ có thể tương hợp với Ngài rồi. Mặc dù đôi khi họ không thể vâng phục và vẫn có thể nổi giận khi gặp phải những việc không phù hợp với quan niệm và tưởng tượng của con người. Nhưng sau đó nếu họ có thể phản tỉnh và nhận biết, có thể cầu nguyện và hối cải với Đức Chúa Trời, thì đây chính là có biến đổi rồi. Các người nói xem, loại biến đổi này có thể đại diện cho sự biến đổi của tâm tính không? Các người phân biệt loại trạng thái này thế nào? Sự biến đổi tâm tính bao gồm những gì? Sau khi tâm tính biến đổi, thì trạng thái, biểu hiện của con người là gì? Sự biến đổi tâm tính chính là chúng con chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, nhận biết thực chất bại hoại của chính mình, quan điểm nhìn nhận sự việc có biến chuyển,
sau đó dần dần đạt được sự tương hợp với Đức Chúa Trời. Sự biến đổi tâm tính không phải là chúng con không nổi nóng hay có thể chịu đựng ràng buộc, bớt nổi nóng hơn. Chúng không liên quan gì đến sự biến đổi tâm tính cả. Sự lĩnh hội này khá thuần túy. Trước tiên, ta hỏi các người một câu thế này và các người nghiền ngẫm thử xem. Nếu tâm tính của người có biến đổi rồi và người hiểu lẽ thật rồi, vậy thì quan điểm nhìn nhận sự việc của người sẽ tương hợp với Đức Chúa Trời. Khi quan điểm nhìn nhận sự việc của người tương hợp với Đức Chúa Trời, liệu người có còn tương hợp với nhân loại bại hoại không? Người sẽ không còn tương hợp nữa. Trong lòng người sẽ có thể thù ghét Satan và ma quỷ, và người sẽ nảy sinh sự chống đối, phản cảm và ghê tởm đối với nhân loại bại hoại vẫn đang chống đối và phản bội Đức Chúa Trời. Người sẽ có thể căm ghét mọi sự vật tiêu cực, sẽ càng không muốn chung sống với những kẻ thuộc về ma quỷ. Và người sẽ có thể yêu những gì Đức Chúa Trời yêu và hận những gì Ngài hận. Đây là những hiệu quả đạt được khi hiểu lẽ thật. Nếu người có thể thực sự hiểu bản thân và nhìn thấu thực chất bản tính của mình, thì người sẽ có thể nhìn thấu thực chất chung của nhân loại bại hoại và tự nhiên sẽ căm ghét nhân loại bại hoại vẫn đang chống đối Đức Chúa Trời. Khi người nhìn thấy những quan điểm sai lầm, quan điểm vô lý của họ, người sẽ không muốn tiếp xúc với họ, sẽ phản cảm và vứt bỏ họ. Nhất là khi nhìn thấy giới tôn giáo điên cuồng định tội sự nhập thể, căm ghét và thù hận lẽ thật một cách cực đoan, người sẽ tự nhiên ghê tởm những thế lực địch lại Đấng Christ này và vứt bỏ chúng một cách triệt để. Nếu người thực sự hiểu lẽ thật và nhận biết Đức Chúa Trời, thì tự nhiên người sẽ căm ghét những kẻ thù địch với Đức Chúa Trời, những kẻ phản nghịch, vứt bỏ và phản bội Ngài. Vậy thì làm sao người vẫn còn tương hợp với những người đó? Vậy nên, nếu tâm tính sự sống của người có biến đổi, người sẽ đặc biệt căm ghét và phản cảm người ngoại đạo và đám người chống đối Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vì chúng ta hiện đang sống giữa đám người bại hoại, nên chúng ta chỉ có thể nhẫn nại và sống dựa vào sự khôn ngoan. Không thể chỉ vì chúng ta hiểu lẽ thật và tâm tính của chúng ta đã có biến đổi mà ghét bỏ, xa cách hay phớt lờ bọn họ. Nhìn thấy bọn họ thì liền tranh cãi kịch liệt. Chúng ta không thể như vậy, phải có sự khôn ngoan. Còn một vấn đề hiện tại các người vẫn chưa hiểu rõ. Một số người trong các người cho rằng sự biến đổi tâm tính và tương hợp với Đức Chúa Trời chính là không nóng nảy, dịu dàng và mặt mày rạng rỡ, ngay cả với ma quỷ và Satan. Rằng đây mới là sự biến đổi tâm tính. Hiểu như vậy có đúng không? Hiểu như vậy là sai hoàn toàn. Nhưng tại sao nó lại sai? Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi con người. Ngài đã phán nhiều lời và làm nhiều việc. Vậy Ngài muốn con người trở thành kiểu người nào? Ngài muốn con người trở thành người lấy lẽ thật làm tư tưởng chủ đạo, lấy lẽ thật làm phương châm sống của đời người. Ngài không muốn người không có tư tưởng giống như một người gỗ, càng không muốn người không nóng nảy, không có hỉ nộ ai lạc bình thường, giống như một người thực vật. Ngược lại, Ngài muốn người làm người hiểu lẽ thật và có thể lắng nghe lời Ngài, vâng phục Ngài, một người bình thường có thể yêu những gì Ngài yêu, ghét những gì Ngài ghét, có khả năng thích những gì Ngài thích, căm ghét và vứt bỏ những gì Ngài căm ghét. Giờ thì các người cần phải hiểu rõ, Đức Chúa Trời khiến con người biến đổi tâm tính
chính là muốn biến đổi điều gì. Đức Chúa Trời đã phán rất nhiều lời và bày tỏ rất nhiều lẽ thật. Ngài muốn cứu rỗi con người và biến đổi từng người một bằng lời của Ngài. Hình tượng con người mà Đức Chúa Trời muốn làm cho trọn vẹn là gì? Các ngươi đã bao giờ nghĩ về việc này chưa? Ta nghe nhiều anh chị em nói: tôi đã tin Đức Chúa Trời lâu rồi, nhưng tôi vẫn chịu quản thúc bởi nhiều vấn đề bên ngoài. Một số chị em nói: thấy người ngoại đạo mặc gì, tôi cũng thích mặc. Thấy ai ăn diện xinh đẹp, cũng muốn nhìn ngắm thêm vài lần. Một số anh em nói: thấy nhà ai giàu có, sung túc, thì tôi cũng muốn kiếm tiền. Thấy cô gái nào xinh đẹp, thì tôi sẽ muốn nhìn ngắm thêm vài lần. Nhìn thấy chuyện không như ý, thì tôi muốn nổi giận. Những tâm tính bại hoại này của tôi đến giờ vẫn không biến đổi. Khi có việc xảy ra, tôi luôn nghĩ ngợi lung tung. Làm thế nào để tôi có thể kiểm soát chúng đây? Khi nào tôi mới có thể biến đổi được? Dựa vào những ý nghĩ này của các ngươi, ta mới nói rằng các ngươi không hiểu sự biến đổi tâm tính là gì. Các ngươi chỉ ràng buộc bản thân về mặt hành vi, về cách làm bên ngoài, cũng như tính khí và tính cách của mình. Như vậy thì không thể đạt được sự biến đổi tâm tính. Lời nào của Đức Chúa Trời nói rằng các ngươi không nên nói năng tùy tiện, không nên tùy tiện có hỷ nộ ai lạc, không nên nổi nóng, vân vân. Lời Đức Chúa Trời phán như vậy sao? Lời của Ngài chỉ vạch rõ thực chất bại hoại của con người với số lượng lớn, nói cho họ làm sao nhận biết tâm tính bại hoại của con người, thế nào mới có thể bỏ chúng đi và đạt được sự biến đổi tâm tính, thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Satan, sau đó hành động dựa trên những yêu cầu của Đức Chúa Trời, trở thành người hợp lòng Đức Chúa Trời và là một người thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Sau khi người hiểu vấn đề biến đổi tâm tính này là gì, liệu người còn có thể rêu rao về những cách làm bề ngoài này không? Liệu người còn có thể vướng mắc những chuyện bên ngoài này nữa không? Nếu người không hiểu sự biến đổi tâm tính là gì, thì người sẽ không bao giờ nắm bắt được bản chất của nó, hoặc có thể đạt được nó. Đặc biệt, đối với một số người mới cải đạo từ tôn giáo, quan điểm của họ về đức tin vào Đức Chúa Trời vẫn chưa thoát ra khỏi những tư tưởng và quan niệm của tôn giáo. Họ vẫn mưu cầu làm người thuộc linh, mưu cầu làm người sùng đạo, làm người khiêm nhường nhẫn nại, làm người dễ dãi có lòng yêu thương và làm một người thích làm việc thiện. Điều này là sai hoàn toàn. Nếu người mưu cầu làm người thuộc linh, người dễ dãi như thế, thì người là người không hiểu chuyện thuộc linh. Liệu những người dễ dãi còn có thể hiểu lẽ thật không? Họ có thể nhận biết bản thân và bỏ đi tâm tính bại hoại của mình không? Chắc chắn là không. Những người mưu cầu làm người dễ dãi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật, không bao giờ có thể nhận biết bản thân và đạt được sự biến đổi tâm tính, cũng như không bao giờ đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Do đó, nếu muốn đạt được sự biến đổi tâm tính, trước tiên người phải hiểu sự biến đổi tâm tính là gì, đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời và sự vâng phục Đức Chúa Trời là gì. Như vậy người mới có thể đi vào con đường mưu cầu lẽ thật. Biến đổi tâm tính không nằm ở các nghi thức hay các quy định, và càng không nằm ở cách ăn mặc, trang điểm hay hành vi, tính cách hay tính khí bên ngoài.
không phải là biến một người chậm chạp thành một người nhanh nhẹn hay ngược lại. Cũng không phải là biến người hướng nội thành người hướng ngoại, hay người thích nói chuyện thành một người không thích nói chuyện. Không phải là như vậy. Những điều đó còn cách quá xa so với yêu cầu của Đức Chúa Trời và chênh lệch quá nhiều. Khi con người mới bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, vì họ không hiểu lẽ thật, nên họ luôn làm mọi việc theo quan niệm và tưởng tượng của mình. Kết quả là họ đều đi chệch khỏi con đường đúng đắn và lãng phí mấy năm mà không có thu hoạch thực sự. Lúc đó họ không biết rằng nếu tin Đức Chúa Trời thì nên đi con đường mưu cầu lẽ thật. Kết quả là họ đi đường vòng vài năm rồi mới ý thức được rằng tin Đức Chúa Trời quan trọng nhất là hiểu lẽ thật và bước vào thực tế để đạt được sự cứu rỗi. Đây mới là điều quan trọng nhất. Khi đó họ mới hiểu rằng sự biến đổi tâm tính mà Đức Chúa Trời phán không phải là chỉ hành vi bề ngoài biến đổi, mà là khiến con người nhận biết bản thân và thực chất bại hoại của chính mình trước, rồi đầu tư công sức và tìm căn nguyên trong việc nhận biết thực chất bản tính của con người. Sau đó bỏ đi tâm tính bại hoại, có thể đưa lẽ thật vào thực hành, có thể vâng phục và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây mới chính là sự biến đổi của tâm tính sự sống. Bây giờ các người đã phát giác ra căn nguyên khiến các người tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà vẫn không có sự biến đổi tâm tính là gì chưa? Đó là bởi vì các người không biết sự biến đổi tâm tính là gì, và không biết Đức Chúa Trời muốn đạt được kết quả và tiêu chuẩn gì khi cứu rỗi con người. Một số người có lẽ không tiếp nhận khía cạnh này của lẽ thật và nói: tôi biết sự biến đổi tâm tính là gì, nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân. Tôi luôn làm những việc tôi thích làm và những điều tôi cho là đúng. Bất kể người có cách nói thế nào, tóm lại, người có thể có cách nói này chứng tỏ rằng người vẫn không hiểu sự biến đổi tâm tính là gì, nên mới sản sinh ra đủ loại quan niệm và tưởng tượng. Càng nói về chuyện biến đổi tâm tính, thì người càng cảm thấy nó xa vời, càng cảm thấy mình không với tới được và còn cách rất xa. Càng nói về chuyện sự biến đổi tâm tính và vạch trần thực chất bản tính của con người, các người có phải càng cảm thấy rằng tâm tính của mình không hề biến đổi chút nào và rằng các người phải tiếp tục cố gắng không? Tại sao ta lại hỏi các người về chuyện biến đổi tâm tính? Thực ra, ta cũng biết các người sẽ không trả lời được. Có người sẽ nói: thế không phải Ngài đang làm khó chúng con sao? Ngài biết rằng chúng con không thể trả lời được, sao còn hỏi chúng con? Ta không phải là làm khó các ngươi, mà chính là với từng câu mà ta hỏi, ta đều hy vọng các ngươi sẽ ghi nhớ. Đừng chỉ suy xét một cách đơn giản về từng câu nói hoặc chủ đề mà ta thông công và cảm thấy dường như đã hiểu là xong chuyện. Nội dung mỗi một câu nói và mỗi một khía cạnh mà ta thông công lúc này đều là quá trình mà các người sẽ phải trải nghiệm về sau. Không thể thiếu một thứ nào. Đây đều là những thứ các người về căn bản là không có. Mục đích ta hỏi các người là hy vọng các người sẽ phản tỉnh một chút và kiểm điểm bản thân một chút, xem trong lòng các người có bất kỳ quan niệm và tưởng tượng nào của con người không. Các người nên chú tâm phản tỉnh bản thân, xem liệu mình có bất kỳ quan niệm của con người hoặc bất kỳ tư tưởng hay quan niệm sai lầm nào
liên quan đến đức tin vào Đức Chúa Trời không? Thật ra, con người đều có tâm tư và tư tưởng. Đối với những chuyện liên quan đến đức tin vào Đức Chúa Trời cũng không ngoại lệ. Vậy thì ngươi nên kiểm điểm bản thân một chút, xem thực chất của những tư tưởng và quan niệm này là gì. Bây giờ trong khi nhóm họp, chúng ta không còn chạy theo hình thức, đọc kinh thánh, cầu nguyện, nghe giảng đạo xong là xong chuyện như trong tôn giáo nữa. Đơn giản như vậy thôi sao? Tuyệt đối không phải. Các chủ đề mà chúng ta nói đến ngày nay đều là các chủ đề cao cấp nhất trong nhân loại. Chúng quan trọng hơn bất kỳ chủ đề nào khác, bởi vì các chủ đề chúng ta nói liên quan đến đích đến sau này của nhân loại và những yêu cầu mà Đức Chúa Trời, Đấng Chủ Tể Vạn Vật đối với loài người. Chúng ta đang thảo luận nghiên cứu các chủ đề này và thông công chúng hằng ngày. Nhưng thông công đến nay vẫn có những người chưa hiểu rõ về chúng, và chúng ta vẫn chưa thông công xong về những chủ đề này. Không một chủ đề nào có thể được nói hết một cách hoàn toàn hay nói một cách thông suốt. Vậy nên, chuyện của sự sống không đơn giản như con người tưởng tượng. Không phải là nghe giảng đạo nhiều hơn, đọc lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, ghi chú nhiều hơn, sau đó học thuộc lòng một số chương hoặc một số câu nổi tiếng. Lúc đến nhóm họp thì sử dụng chúng để thông công cùng anh chị em là xong chuyện. Nó không đơn giản như vậy. Người phải chú ý, chúng ta bắt buộc phải hiểu mọi khía cạnh của lẽ thật mà Đức Chúa Trời phán. Và đây cũng là lẽ thật mà tất cả những ai mưu cầu đạt được sự cứu rỗi đều phải trang bị cho mình. Nếu người hiểu lý do tại sao Đức Chúa Trời yêu cầu con người phải đạt được sự biến đổi tâm tính, thì người sẽ chú ý điều này từ trong lòng và sẽ hướng về lẽ thật. Nếu người không nhìn thấu sự biến đổi tâm tính là gì, thì người sẽ không yêu thích, không chú trọng lẽ thật. Ngược lại, nếu người không hứng thú với lẽ thật, vậy thì người sẽ không bao giờ có được lẽ thật. Đức Chúa Trời khai sáng những ai khao khát lẽ thật và ẩn đi với những ai không mưu cầu lẽ thật. Nếu người có lòng khao khát tìm kiếm, thì Đức Chúa Trời sẽ khai sáng ngươi, thực hiện công tác trên người ngươi và khiến ngươi hiểu rõ mọi khía cạnh của lẽ thật từng chút một. Các ngươi nói xem, chủ đề sự biến đổi tâm tính này có quan trọng không? Quan trọng. Chắc chắn là quan trọng rồi, bởi vì bây giờ các ngươi cần hiểu khía cạnh này của lẽ thật. Các người cũng sợ rằng mình không có lẽ thật, không có thay đổi, đợi đến khi thảm họa ập đến sẽ bị vứt bỏ. Cũng sợ rằng mình sẽ rơi vào thảm họa và chịu khổ. Đương nhiên, cũng có một số người sợ rằng hiện tại họ hiểu quá ít về lẽ thật. Đến khi Đức Chúa Trời thử luyện con người, thì họ sẽ không thể đứng vững và ngã nhào. Thế thì bao công sức đổ sông đổ bể rồi. Bởi vì đây là bước cuối cùng trong công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Nếu con người không thể được cứu rỗi ở bước này, thì đức tin của họ vào Đức Chúa Trời sẽ thất bại triệt để. Kiếp sống của đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ kết thúc, và cuối cùng họ sẽ bị diệt vong. Muốn đạt được sự biến đổi tâm tính, trước tiên người phải hiểu sự biến đổi tâm tính là gì. Khi nãy ta đã nói về sự biến đổi tâm tính mà con người tưởng tượng trong quan niệm của mình. Các người đều đồng ý rằng cách nói và quan điểm của những người này là không đúng, là sai lầm và không ăn khớp với sự biến đổi tâm tính mà Đức Chúa Trời yêu cầu.
Vậy các người nên nhận biết sự biến đổi tâm tính như thế nào? Nên đạt được nó bằng cách nào? Đạt được sự biến đổi tâm tính không phải là việc đơn giản. Trước tiên, người phải có khả năng ăn uống và lĩnh hội lời Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu không có tố chất về phương diện này, người sẽ không thể hiểu được lẽ thật, không thể nhận biết bản thân và sẽ không có cách nào đạt được sự biến đổi tâm tính. Vì muốn đạt được sự biến đổi tâm tính, người phải nhận biết tâm tính bại hoại của mình, phải căn cứ vào lời Đức Chúa Trời để phân định những biểu hiện, hành vi, tư tưởng và quan điểm sai lầm. Người phải đối chiếu trạng thái của mình theo lời Đức Chúa Trời, sau đó đạt đến nhận biết tâm tính bại hoại của chính mình, nhìn rõ được rằng thực chất của những tâm tính bại hoại này là thứ chống đối và phản bội Đức Chúa Trời, là thứ mà Ngài căm ghét. Như vậy thì người sẽ có thể loại bỏ tâm tính bại hoại và từng bước đạt được sự biến đổi tâm tính. Các người nói xem, nhân loại bại hoại nặng nề như thế, nếu không tiếp nhận lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ, liệu họ có thể nhận biết được tâm tính bại hoại của con người không? Liệu họ có thể nhìn thấy chân tướng về sự bại hoại sâu sắc của nhân loại không? Nhân loại bại hoại đều đang khởi xướng giáo dục, tiếp nhận và thi thố về tri thức. Thế mà thế giới loài người lại ngày càng tà ác và đen tối. Ai có thể cứu rỗi nhân loại khỏi sự ảnh hưởng của bóng tối này? Vậy mới nói, nếu rời xa lời Đức Chúa Trời, không tiếp nhận sự phán xét và sự làm cho tinh sạch của Ngài, mà muốn đạt được sự biến đổi tâm tính và sống thể hiện ra hình tượng giống con người, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Có một số người nói, tôi không muốn đọc những lời của Đức Chúa Trời phán xét và vạch trần con người, vì đọc những lời này khiến tôi cảm thấy đau buồn và khó chịu. Nếu tiếp cận lời Đức Chúa Trời như vậy, liệu họ có thể nhận biết bản thân không? Có dễ dàng đạt được sự biến đổi tâm tính không? Nếu người không thích đọc những lời phán xét và hành phạt con người của Đức Chúa Trời cũng không sao. Nhà Đức Chúa Trời có những bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời, còn có các video chứng ngôn trải nghiệm, người đều có thể xem và học. Người nên hát những bài thánh ca đó nhiều hơn, vì thánh ca có giai điệu, vừa dễ học, vừa dễ nhớ. Học hát những bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời như vậy sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn, và người sẽ dễ dàng ghi nhớ một số lời của Ngài. Trước tiên, người hãy khơi dậy sự hứng thú của mình về lẽ thật qua những lời này. Đến cả việc ăn uống lời Đức Chúa Trời mà cũng phải khơi dậy sự hứng thú. Các người nói xem, con người cách yêu cầu của Đức Chúa Trời bao xa? Còn phải mượn các bài thánh ca để khơi dậy hứng thú của con người. Điều này chứng tỏ con người thực sự không yêu thích lẽ thật. Lời của Đức Chúa Trời phán hay đến như vậy, bất kể là thông công về phương diện nào của lẽ thật, thì từ đầu đến cuối đều có ích cho con người. Thế mà con người vẫn không thích ăn uống chúng. Con người cách yêu cầu của Đức Chúa Trời quá xa rồi. Phải làm gì trong tình huống này đây? Đầu tiên, người phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời mỗi khi ăn uống lời của Ngài, nói rằng: Thưa Đức Chúa Trời, con cũng muốn mưu cầu sự biến đổi tâm tính và đạt được mục đích đến tốt đẹp, vì con sợ rơi vào đại họa. Con cũng muốn ăn uống lời của Ngài nhiều, nhưng những lời phán xét và vạch trần con người của Ngài quá nghiêm khắc, con nhìn thì thấy đau lòng,
nên không muốn đọc chúng. Xin Ngài khai sáng con, giúp đỡ con, cho con hiểu được lời Ngài và thấy rằng lời của Ngài là tất cả những gì sự sống con cần, và đó là sự sống mà con nên đạt được. Nếu người chân thành cầu nguyện như vậy, thì bất giác Đức Chúa Trời sẽ thực hiện công tác trên người ngươi, dần dần khiến người hiểu thêm nhiều lời Ngài, từ nông cạn đến sâu sắc. Có một số người nói: tôi rất thích ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi đã đọc chúng một lượt từ đầu đến cuối, nhưng tôi không biết chính yếu nhất nên hiểu lẽ thật nào và nên bước vào những thực tế lẽ thật nào. Tôi cũng không biết nên mưu cầu như thế nào mới có thể đạt được sự biến đổi tâm tính. Vấn đề này được giải quyết như thế nào? Đầu tiên, người phải bỏ công sức thật nhiều vào lời Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời không phải chỉ đọc vài lần là xong. Người phải đọc chúng một cách nghiêm túc và đọc thật nhiều lần, thường xuyên suy ngẫm và thông công, còn phải luyện tập thực hành chúng trong cuộc sống, cho đến khi người có trải nghiệm thực tế thì mới có thể hiểu được lẽ thật. Ngoài ra, nếu có một vài chủ đề không thể thông công một cách thấu đáo, các người có thể thông công đến được mức độ nào thì cứ thông công đến mức độ đó. Nếu thực sự không thông công thấu đáo được thì cứ để nó sang một bên. Hãy chọn những chủ đề dễ hiểu và với mức độ trải nghiệm hiện tại của người có thể đạt tới để thông công trước, từ nông cạn đến sâu sắc. Lối vào sự sống không phải là chuyện đơn giản và không thể bước vào sâu nếu chỉ mới có đức tin được 3 hay 5 năm. Cũng giống như quá trình nên người trưởng thành, từ nhỏ rồi lớn lên từng chút một, tích lũy từng chút một. Trải qua 20 đến 30 năm, người mới có thể nên người trưởng thành. Tin Đức Chúa Trời cũng phải trải qua nhiều năm như vậy, cũng như phải trải qua một đời dài đằng đẵng để vâng phục và yêu lẽ thật của Đức Chúa Trời. Có một số người nói: tôi ăn uống lời Đức Chúa Trời như vậy, rốt cuộc phải làm như thế nào, tôi mới có thể đánh giá liệu mình đã có biến đổi về tâm tính hay không? Đây là vấn đề mà rất nhiều anh chị em quan tâm. Các người nói xem, khi một đứa bé vừa được sinh ra, được mẹ cho ăn và chăm sóc, đứa bé có quan tâm đến việc khi nào nó sẽ trưởng thành không? Chắc chắn là không, vì nó không hiểu. Vì vậy, người không cần phải hỏi câu hỏi này. Đợi đến khi người lớn lên thì tự nhiên sẽ hiểu, và đến lúc phải biến đổi thì tự nhiên người sẽ biến đổi thôi. Trong mỗi giai đoạn và thời kỳ mà người trải qua, Đức Chúa Trời sẽ làm một số việc, sắp đặt một số hoàn cảnh hoặc con người, sự việc và sự vật, khiến người học được bài học. Người hãy hồi tưởng lại từ đầu đến cuối. Khi người mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời, thì quan điểm của người như thế nào? Còn bây giờ người lại có quan điểm như thế nào? Người cứ đối chiếu thì sẽ biết rốt cuộc mình có biến đổi hay không. Bây giờ chính yếu nhất là các người phải ăn uống nhiều lời Đức Chúa Trời, thông công nhiều, nghe nhiều bài giảng và bỏ công sức nhiều hơn vào lời Đức Chúa Trời. Điều này rất quan trọng. Đây là điều kiện hàng đầu để đạt được sự biến đổi tâm tính. Người không đọc lời Đức Chúa Trời, không thông công lẽ thật, mà chỉ chú trọng làm sao để tìm kiếm sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, làm sao có thể sống trong tâm linh và có thể thuộc linh, như vậy có thể đạt được kết quả không?
Nếu luôn chú trọng vào những thứ này thì chẳng có ích gì, vì chúng chỉ là thứ yếu. Vậy thì điều quan trọng nhất là gì? Chính là ăn uống lời Đức Chúa Trời nhiều hơn. Nếu người không nghiêm túc ăn uống lời Đức Chúa Trời, thì dù người có nhóm họp hàng ngày hay làm tốt các nghi thức tôn giáo, người cũng sẽ không thể hiểu được lẽ thật, càng không thể đưa lẽ thật vào thực hành. Đó là do lẽ thật đều nằm trong lời Đức Chúa Trời, và nếu người không ăn uống lời Ngài thì sẽ không thể đạt được lẽ thật. Mọi lẽ thật đều đến từ lời Đức Chúa Trời, và nếu người rời bỏ lời Ngài thì tương đương với việc rời bỏ Đức Chúa Trời. Nếu người không ăn uống lời Đức Chúa Trời thì người không tin Đức Chúa Trời và thuộc về người ngoại đạo. Cho dù hành vi của người có tốt đến đâu, người cũng sẽ không cách nào đạt được sự cứu rỗi. Vì vậy, đối với những người tin Đức Chúa Trời, ăn uống lời Ngài là điều quan trọng nhất. Nếu bỏ công sức vào lời Đức Chúa Trời, người bỏ ra nhiều bao nhiêu thì sẽ có thu hoạch lớn bấy nhiêu. Không cần người phải truy cứu, đánh giá, càng không cần người phải quan tâm những thu hoạch này rốt cuộc là lớn đến mức nào. Đây không phải là trách nhiệm của ngươi. Đức Chúa Trời sẽ làm việc và sẽ cho ngươi một câu trả lời, khai sáng và cho ngươi biết. Vậy nên, nếu sau này có người lại hỏi, khi nào Đức Chúa Trời sẽ thử luyện tôi? Rốt cuộc tôi có thể đứng vững được không? Tâm tính của tôi rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu? Liệu Đức Chúa Trời có thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn không? Đây là cách nói ngang ngược và không biết lý lẽ. Người không cần phải quan tâm đến những câu hỏi như vậy. Đến một ngày nào đó, khi đã có vóc dạc và tâm tính thực sự có biến đổi, người sẽ có thể vượt qua được hoàn cảnh xảy ra với mình và tiếp cận nó một cách chính xác. Có thể tiếp cận theo các phương thức mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Lúc đó người sẽ biết rằng mình đã biến đổi. Đây không phải là sự biến đổi bên ngoài, mà là sự biến đổi bên trong, và đó là sự biến đổi về tâm tính và thực chất. Biến đổi tâm tính không phải là chuyện một sớm một chiều, cũng không phải là chuyện chỉ cần trải nghiệm vài năm là có thể đạt được. Có một số người thường thất bại và vấp ngã khi bắt đầu thay đổi những thói quen xấu của mình. Họ cảm thấy rằng, tiêu rồi, tôi là con người hết thuốc chữa. Sự biến đổi tâm tính không liên quan gì đến tôi. Tôi sẽ không thể có biến đổi. Chỉ có chút tật xấu và thói quen xấu nhỏ xíu đã khó thay đổi. Vậy thì biến đổi tâm tính không phải sẽ càng khó hơn sao? Họ trở nên tiêu cực, cảm thấy mình không còn hy vọng và không muốn ăn uống lời Đức Chúa Trời trong thời gian rất dài. Khi có ai tỉa sữa, họ liền cảm thấy ác cảm và tiêu cực. Đến cả bổn phận họ cũng không muốn thực hiện và không có chút hứng thú nào nữa đối với lẽ thật. Trạng thái này là gì? Vấn đề này rất nghiêm trọng. Các người đã từng có trải nghiệm này chưa? Các người có sợ trong quá trình trải nghiệm sự sống mà luôn bị tiêu cực, yếu đuối, thất bại và vấp ngã không? Bất kể có sợ hay không, biến đổi tâm tính không phải là chuyện một sớm một chiều, đó là sự thật. Vì sự biến đổi tâm tính bắt đầu từ căn nguyên của bản tính bại hoại của loài người và là sự biến đổi triệt để, như thay da đổi thịt của con người. Giống như khi con người mắc bệnh ung thư hay có một khối u,
họ phải lên bàn mổ, được phẫu thuật để loại bỏ khối u, cần phải chịu đựng nhiều đau đớn và có một quá trình rất phức tạp. Trong quá trình biến đổi tâm tính, có khả năng người phải trải qua rất nhiều chuyện thì mới hiểu được một chút lẽ thật, hoặc đạt được một phương diện nào đó của sự biến đổi tâm tính. Hoặc người phải trải qua nhiều người, sự việc, sự vật và hoàn cảnh khác nhau, phải đi nhiều đường vòng rồi mới đạt được một chút biến đổi. Bất kể người có sự biến đổi lớn bao nhiêu, sự biến đổi này đều đáng quý. Trong mắt Đức Chúa Trời, Ngài trân quý và ghi nhớ nó. Bởi vì người đã chịu nhiều đau khổ và cũng đã trả giá nhiều. Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng con người. Ngài biết những tâm tư, ước muốn cũng như sự yếu đuối của họ là gì. Ngài càng biết họ cần gì. Để đi theo Đức Chúa Trời thực tế, chúng ta nên có một ý chí như thế này. Cho dù gặp phải những hoàn cảnh lớn đến đâu, hay gặp phải những khó khăn gì, và cho dù chúng ta yếu đuối hay tiêu cực như thế nào, chúng ta cũng không được mất niềm tin vào sự biến đổi tâm tính, cũng không được mất niềm tin vào những lời Đức Chúa Trời đã phán. Đức Chúa Trời đã hứa với nhân loại, và điều này đòi hỏi con người phải có ý chí, đức tin và nghị lực để nhận lấy. Đức Chúa Trời không thích những kẻ hèn nhát, Ngài thích những người có ý chí. Ngay cả khi người bộc lộ rất nhiều sự bại hoại, ngay cả khi người đi rất nhiều con đường vòng, hoặc có rất nhiều vi phạm, từng than oán về Đức Chúa Trời, từng chống đối Đức Chúa Trời trong tôn giáo, hoặc trong lòng từng có một chút khinh nhờn Ngài, vân vân. Đức Chúa Trời không nhìn vào tất cả những điều này. Ngài chỉ nhìn xem liệu con người có theo đuổi lẽ thật hay không, và liệu một ngày nào đó họ có thể biến đổi không. Trong Kinh Thánh có câu chuyện về sự trở về của đứa con hoang đàn. Tại sao Đức Chúa Giêsu lại có một ví dụ như vậy? Đó là để làm cho con người hiểu rằng ý định cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời là chân thành, và Ngài cho con người cơ hội để ăn năn và biến đổi. Trong quá trình này, Đức Chúa Trời hiểu con người, biết rõ sự yếu đuối và mức độ bại hoại của họ. Ngài biết con người sẽ vấp ngã và thất bại, cũng giống như con người học đi khi còn nhỏ. Thể chất người dù khỏe mạnh đến đâu, cũng sẽ có lúc bị sẩy chân và vấp ngã. Cũng có lúc và phải cái này, vấp phải cái kia. Người làm mẹ hiểu con mình như thế nào, thì Đức Chúa Trời cũng hiểu mỗi một người như vậy. Ngài hiểu những khó khăn, sự yếu đuối và cũng hiểu nhu cầu của mỗi người. Đức Chúa Trời càng hiểu trong quá trình bước vào sự biến đổi tâm tính, con người sẽ gặp phải những khó khăn nào, sẽ có những dạng yếu đuối và thất bại như thế nào. Đây là những điều mà Đức Chúa Trời hiểu rõ nhất. Nên có thể nói, Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng của con người. Dù người yếu đuối như thế nào, chỉ cần người không từ bỏ danh của Đức Chúa Trời, không rời bỏ Ngài và không rời bỏ con đường này, thì người sẽ luôn có cơ hội đạt được sự biến đổi tâm tính. Khi người có cơ hội đạt được sự biến đổi tâm tính, thì người sẽ có hy vọng sống sót và do đó sẽ có hy vọng được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Khi chúng ta biết sự biến đổi tâm tính là gì và chúng ta cần phải trải qua quá trình như thế nào để biến đổi tâm tính, thì chúng ta không nên sợ hãi mà nên có đức tin và cầu nguyện trước Đức Chúa Trời. Thưa Đức Chúa Trời, con đã bại hoại sâu quá rồi. Con không biết lẽ thật là gì.
càng không biết sự biến đổi tâm tính là gì. Con thực sự cần sự cứu rỗi của Ngài, và thực sự cần Ngài đến giúp đỡ và chu cấp cho con, để con biết cách hiểu lời Ngài và đưa lời Ngài vào thực hành, để con có nhận thức và trải nghiệm từ chúng, và có thể đưa lời Ngài vào cuộc sống của con, và để trong từng lời nói và hành động, trong nhất cử nhất động của con, trong mỗi một ý định và mọi việc con làm, đều có sự khai sáng và dẫn dắt của Ngài. Con hy vọng và khao khát như vậy. Con khao khát được sống thể hiện ra nhân tính bình thường và hình tượng con người chân chính để làm hài lòng Ngài. Nhưng hiện giờ con vẫn chưa đạt được. Sự bại hoại của con quá nhiều. Bản thân con còn chưa nhận thức được. Xin Ngài tỏ lộ con, giúp đỡ con và chu cấp cho con. Đây là điều hiện giờ con đang cần. Người nên có lời cầu nguyện và ý chí như vậy. Sau khi cầu nguyện như vậy, lòng người và cuộc sống của người sẽ bất giác có biến đổi. Bởi vì người cầu nguyện và tìm kiếm như thế nào thì sẽ có ý chí như vậy, và Đức Chúa Trời cũng sẽ hoàn thành ý chí của người như vậy. Người cứ luôn sợ thất bại thì không được. Và trên thực tế, việc người sợ hãi trước khi chuyện còn chưa xảy ra chứng tỏ rằng người không có ý chí và không có đức tin đối với chuyện biến đổi tâm tính. Đầu tiên, người phải hiểu rằng biến đổi tâm tính không phải là chuyện một sớm một chiều. Các người nói xem, con người bị Satan làm bại hoại sâu sắc đến như vậy, có phải chỉ trong một sớm một chiều mà bị làm cho bại hoại sâu sắc đến như vậy không? Không phải. Con người đã bị Satan làm cho bại hoại trong mấy ngàn năm rồi. Bản tính Satan của họ đã bộc lộ triệt để và đạt đến mức độ họ không thể kiểm soát được nó. Đến mức những bộc lộ tự nhiên của con người còn vượt qua cả Satan. Họ đã đạt đến mức độ trở thành kẻ địch của Đức Chúa Trời. Đến mức chỉ cần nghe điều gì đó là lẽ thật hay lời của Đức Chúa Trời hoặc từ Đức Chúa Trời là họ cảm thấy không hứng thú, ác cảm và ghê tởm. Con người bại hoại và tê liệt đến mức như vậy nên họ không dễ dàng hiểu được lẽ thật và càng không dễ đạt được sự biến đổi tâm tính. Biến đổi tâm tính không phải là chuyện đơn giản như thay đổi hành vi. Do đó, chúng ta phải có sự tiếp nhận đúng đắn về chuyện biến đổi tâm tính này và tiếp cận nó với thái độ đúng đắn. Chúng ta không thể có những ý nghĩ hão huyền và nói rằng tôi tin Đức Chúa Trời và tôi vẫn luôn ăn uống nhiều lời của Ngài. Đức Chúa Trời làm thêm một chút công tác và thực hiện thêm một vài chuyện kỳ tích nữa thôi thì chẳng phải tôi sẽ biến đổi sao? Quan điểm này không thực tế và chỉ là tưởng tượng của con người. Nếu theo những quan niệm và tưởng tượng của con người thì Đức Chúa Trời sẽ không cần thực hiện công tác phán xét của Ngài, cũng như không cần Ngài bày tỏ nhiều lời để vạch rõ sự bại hoại của nhân loại, càng không cần thử luyện và tinh luyện con người nữa. Các người nói xem, trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, Ngài cứu nhân loại để đánh bại Satan, hay Ngài chiến đấu với Satan để cứu rỗi nhân loại? Đức Chúa Trời chiến đấu với Satan để cứu rỗi nhân loại. Đúng vậy, chúng ta phải có nhận thức chính xác về kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Vì vậy, sau này đừng nói mấy lời ngu ngốc như tại sao Đức Chúa Trời không tiêu diệt Satan? Nếu không có sự bại hoại của Satan, liệu Đức Chúa Trời có bày tỏ nhiều lẽ thật như vậy để cứu rỗi chúng ta không?
liệu bây giờ chúng ta có đạt được nhiều lẽ thật như vậy không? Nếu không có việc làm bại hoại của Satan, thì sẽ không sinh ra kế hoạch quản lý để cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Ngài cũng sẽ không lên kế hoạch hoàn thiện một nhóm người trong thời kỳ sau rốt để trở thành những người sống sót. Đức Chúa Trời chiến đấu với Satan để cứu rỗi nhân loại và đạt được một nhóm người. Cũng có thể nói rằng, hoàn toàn là vì mục đích hoàn thiện nhóm người chúng ta mà Đức Chúa Trời mới trở nên xác thịt để chiến đấu với Satan. Vì vậy, chúng ta đã thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôn chỉ và cốt lõi trong kế hoạch quản lý của Ngài là để đạt được một nhóm người chân chính. Đây là kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Có thể thấy rằng, đạt được sự biến đổi tâm tính trong đức tin nơi Đức Chúa Trời và có khả năng hoàn toàn trở thành một con người chân chính mà Đức Chúa Trời yêu thương và muốn có được là chuyện quan trọng biết bao.